cuộc sống không ngừng biến chuyển. Chúng ta là những người sống chủ động và không ngừng thay đổi để mang đến sự phát triển tích cực cho thế giới. Hành động để theo đuổi đam mê và thực hiện sứ mệnh. Chúng ta giúp khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Đồng thời trở thành một người đồng hành đáng tin cậy trên mọi phương diện. Không dừng lại ở đó, chúng ta mang đến cho thế hệ sau một tương lai tươi sáng và rực rỡ hơn nữa. Liệu trong thời đại phát triển công nghệ 4.0, giải pháp nào để tối ưu hóa và giúp tư vấn tài chính hoàn thiện sứ mệnh của mình? Để ngày một tỏa sáng, Mod Investing Advisor 2.0, một sáng kiến tuyệt vời nhằm xây dựng hình ảnh tư vấn tài chính được tôn trọng nhất toàn thị trường và quan trọng nhất là trong mắt khách hàng. Với các giá trị cốt lõi, quan tâm, đặt khách hàng là trọng tâm, phục vụ cho các nhu cầu của khách hàng trọn đời, client for life, chuyên nghiệp, phát triển đội ngũ tư vấn tài chính bền vững, năng động và tài năng, làm chủ công nghệ số DNA, truyền cảm hứng, sống tinh thần One Sunfly, trải nghiệm cùng cộng đồng và mục đích của thương hiệu thành công, mạnh hơn, nhanh hơn và sáng hơn để làm chủ thị trường châu Á. Cùng nhau bước đến một kỷ nguyên mới với định hướng cải tiến MRA 2.0. Hãy là tư vấn tài chính được tôn trọng nhất.